Chào mừng các em đến với kênh Hài Liêm. Kênh Hài Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 3, trang 129 phần luyện tập. Câu số 1. Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất. Mỗi lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống? Giờ như vậy là đề án mình cho là 4 lô đất thì sẽ cho người ta ôm được là 2032 cây giống. Như vậy người ta hỏi là mỗi lô đất, có nghĩa là hỏi một lô đất á, sẽ ôm được bao nhiêu cây giống. Giờ các em có thể tạm dừng video và làm trước, sau đó xem có giống đáp án của thầy không nha. Giờ người ta hỏi là mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống. Như vậy mình trả lời là mỗi lô đất có số cây là, rồi 4 lô đất thì có 2032 cây. Như vậy hỏi mỗi lô đất có nghĩa là một lô đất nha. Như vậy mình sẽ lấy cái số này chia cho số này, có nghĩa là 2032 chia cho 4. Giờ 2020 chia cho 4 được 5. 30 chia hết cho 4 để như quỹ số 0, 32 chia 4 được 8, như vậy được là 508 cây. Như vậy đáp số của mình sẽ là 508 cây. Rồi, em nào có đáp án giống của thầy thì để lại nhận xét phía dưới video này cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ câu số 2. Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 khung. Hỏi năm khùng đó có bao nhiêu quyển vở. Giờ như vậy là có nghĩa là 7 khùng mình xếp được là 2135 quyển vở vào đó. Như vậy hỏi năm khùng có bao nhiêu quyển vở thì trước hết là mình phải tìm một khùng có bao nhiêu quyển vở trước, rồi sau đó mình lấy cái số đó mình nhân cho 5 thì mình sẽ tìm được là năm khùng, số quyển vở ở trong năm khùng. Rồi các em có thể tạm dừng video và làm trước câu số 2, sau đó xem coi có đáp án giống của thầy của hay không nha. Giờ trước hết mình sẽ tóm tắt cái đề bài của mình. Như vậy là có 2135 quyển vở được xếp vào 7 khung. Hỏi 5 khung đó có bao nhiêu quyển vở. Như vậy là mình tóm tắt là 7 khung được có 2135 quyển vở, 5 khùng thì 3 chấm quyển vở chấm hỏi. Rồi 7 khùng có 2135 quyển vở, 5 khùng có 3 chấm quyển vở chấm hỏi. Giờ bây giờ mình sẽ qua tiếp cái phần bài giải của mình nhé. Giờ trước hết là mình sẽ tìm số quyển vở của mỗi khùng, có nghĩa là trong một khùng sẽ có bao nhiêu quyển vở. Số quyển vở mỗi khùng là mình sẽ lấy 2135 chia cho 7. 2135 chia cho 7. 21 chia 7 được 3. 3 không chia hết cho 7, quý số 0. 35 chia 7 được 5. Như vậy kết quả là 305 quyển vở. Giờ đây là số quyển vở trong một khùng. Người ta hỏi là số quyển vở trong 5 khùng. Như vậy mình trả, người ta hỏi là 5 khùng đó có bao nhiêu quyển vở thì mình trả lời là số quyển vở có trong năm khùng là, số quyển vở trong năm khùng là, mình sẽ lấy số quyển vở của một khùng nhân cho 5 thì mình sẽ ra được là số quyển vở trong năm khùng, như là 305 nhân 5. Như vậy 5 nhân 5 là 25. 5 nhân 0 là 0. 5 nhân 3 là 15. Như vậy mình sẽ được 1525 quyển vở. Đáp số ở đây là 1525 quyển vở. Giờ em nào có phần giải câu 2 giống như của thầy thì để lại nhận xét phía dưới video này cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua câu số 3 luôn nha. Giờ mình qua tiếp câu số 3. Lập đề toán theo tóm tắt rồi giải bài toán đó. Giờ người ta tóm tắt trước, sau đó mình sẽ cho ra cái đề toán, rồi sau đó mình giải cái bài toán đó luôn. Giờ tóm tắt, người ta tóm tắt là 4 xe
thì sẽ có là 8.520 viên gạch. Như vậy 3 xe thì sẽ có bao nhiêu viên gạch? Giờ như vậy là mình có thể là lập đề toán. Giờ các em có thể tạm dừng video và lập thử đề toán, sau đó giải thử cái bài toán đó. Rồi sau đó xem có giống kết quả của thầy hay không nha. Giờ với cái tóm tắt này thì mình có thể lập đề toán như sau. Có 8.520 viên gạch. Giờ có 8.520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe. Giờ 4 chiếc xe, 8.520 viên gạch trên 4 chiếc xe. Hỏi hỏi đây. Hỏi với 3 chiếc xe, hỏi với 3 chiếc xe thì chở bao nhiêu viên gạch? Giờ các em có thể lập đề toán như vậy. Có 8.520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe, hỏi với 3 chiếc xe thì chở được bao nhiêu viên gạch? Rồi, với cái đây là cái bài toán. Giờ bây giờ mình sẽ giải cái bài toán này luôn nha. Rồi các em có thể giải thử rồi sau đó xem có giống kết quả bài giải của thầy không nha. Giờ đây là bài giải của thầy. Người ta cho là 8.520 4 chiếc xe thì chở là 5.800 4 chiếc xe thì chở là 8.520 viên gạch. Như vậy trước hết là mình phải tìm mỗi chiếc xe, có nghĩa là một chiếc xe số viên gạch trong mỗi chiếc xe, tức là mình muốn cần biết là mỗi chiếc xe sẽ chở được bao nhiêu viên gạch nha. Số viên gạch trong mỗi xe là, thì mình sẽ lấy là 8.520 chia cho 4. Rồi 8.520 chia cho 4, 8 chia 4 được 2, 5 chia 4 được 1, dư 1. À, như vậy là 12, 12 chia 4 được 3, không viết lại. Như vậy là 8.520 chia 4 sẽ được 2.130 viên. Giờ mình đã có số viên gạch của mỗi xe. Bây giờ người ta hỏi 3 chiếc xe thì chở bao nhiêu viên gạch? Như vậy là mình sẽ lời giải tiếp theo sẽ là số viên gạch trong 3 xe là, người ta hỏi là với 3 xe thì chở được bao nhiêu viên gạch? Như vậy mình trả lời là số viên gạch trong 3 xe là, giờ mình sẽ lấy cái số này là viên gạch của một xe, mình sẽ nhân cho 3, 2.130 nhân cho 3. Rồi, như vậy là 0 nhân 3 bằng 0, 3 nhân 3 được 9, 1 nhân 3 được 3 và 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy là kết quả là 6.390 viên. Giờ như vậy đáp số của mình sẽ là 6.390 viên gạch. Rồi có em nào mà làm câu 3 giống như thầy thì để lại lời nhắn phía dưới video, phía dưới nhận xét video này nha, cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ mình sẽ qua tiếp phần những cái câu phía dưới phần luyện tập của 129 luôn nha. Câu số 1, mua 5 quả trứng hết 4.500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả như trứng như thế thì hết bao nhiêu tiền? Giờ như vậy là mình có mua 5 quả trứng hết 4.500 đồng. Hỏi nếu là mua 3 quả trứng thì hết bao nhiêu tiền? Như vậy trước hết mình phải tìm coi quả trứng, mua một quả trứng thì hết bao nhiêu tiền. Rồi sau đó mình sẽ tính tiếp là lấy số tiền đó nhân cho 3 thì mà tìm sẽ tìm được là số tiền mua mua 3 quả trứng. Giờ các em có thể tạm dừng video làm trước và làm trước câu số 1 rồi sau đó xem coi giống kết quả của thầy hay không nha. Giờ trước hết mình sẽ tóm tắt cái câu số 1 của mình. Như vậy có nghĩa là 5 quả trứng hết 4.500 đồng. Bây giờ 3 quả trứng thì bao nhiêu tiền? Có nghĩa là bao nhiêu đồng ấy nhé. Giờ như vậy 5 quả trứng hết 4.500 đồng, 3 quả trứng thì hết bao nhiêu đồng? Có nghĩa là bao nhiêu tiền nhé. Giờ mình qua tiếp cái phần bài giải của mình luôn nha. Giờ phần cái bài giải của mình. Trước hết là mình cần tính số tiền để mua một quả trứng trước nha. Số tiền để mua một quả trứng. Giờ 5 quả trứng thì là 4.500 đồng. Như vậy muốn biết một quả trứng bao nhiêu tiền thì lấy số tiền chia cho 5 quả trứng. Như vậy là 4.500 chia cho 5 thì sẽ được là 900 đồng. Rồi mình có số tiền của một quả trứng. Bây giờ mình sẽ tính số tiền để mua 3 quả trứng là
lấy số tiền một quả trứng nhân cho 3, có nghĩa là 900 nhân cho 3. Rồi 9 nhân 3 là 27, hai số 0 viết lại như vậy sẽ được nghe là 2.700 đồng. Bây giờ đáp số của mình sẽ là 2.700 đồng. Giờ có em nào giống đáp số, có lời giải và đáp số giống như thầy thì để lại nhận xét phía dưới video này cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau, cần 2.550 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch? Giờ như vậy mình muốn lát 6 căn phòng thì cần là 2.550 viên gạch. Người ta hỏi là muốn lát 7 căn phòng giống như thế thì cần bao nhiêu viên gạch. Như vậy trước hết là mình sẽ tìm coi nào, nếu mình lát một căn phòng thì cần bao nhiêu viên gạch. Sau đó mình sẽ trả lời tiếp là 7 căn phòng thì cần bao nhiêu viên gạch. Thì mình sẽ lấy số viên gạch của một phòng nhân cho 7 thì mình sẽ cần được là số viên gạch cần lát 7 căn phòng. Giờ các em có thể tạm dừng video và làm trước câu số 2, sau đó xem có giống đáp án của thầy không nha. Giờ trước hết mình sẽ tóm tắt cái câu số 2 của mình nha. Tóm tắt 6 căn phòng thì 2.2 nghe. Giờ 6 căn phòng thì cần là 2.550 viên gạch. Như vậy mình biết là 6 căn phòng 2.2550 viên gạch. Ở đây có số 0 nha, 2.550 viên gạch. Rồi như vậy là thì 7 căn phòng thì cần bao nhiêu viên gạch? Thì mình để là 7 căn phòng 2.3 chấm viên gạch. Giờ chấm hỏi. Rồi phần tóm tắt sẽ là như vậy. Rồi sau đó mình sẽ qua phần bài giải của câu số 2 luôn nhé. Rồi bây giờ trước hết là mình tìm coi một phần nếu lấy số viên gạch trước hết là mình phải tìm là số viên gạch lát nền mỗi căn phòng. Giờ người ta cho đây là số viên gạch của 6 căn phòng. Bây giờ mình phải tìm là số viên gạch lát nền của mỗi căn phòng trước đã. Giờ là số viên gạch lát nền mỗi căn phòng là mình sẽ lấy 2.550 chia cho 6. Giờ 2.550 chia cho 6. Rồi các em có thể tính quầy nháp hay tính nhé, tính trực tiếp ở đây cũng được nha. Như vậy 25 chia 6 thì được 4 dư 1. Như vậy đây là 15. 15 chia cho 6 thì được 2. 15 chia 6 dư 2 được 2 dư 3. Như vậy 30, 30 chia 6 được 5. Như vậy kết quả ở đây là 2.550 chia 6 sẽ bằng 425 viên gạch. Giờ sao mình đã có viên gạch, số viên gạch để lát một căn phòng. Như vậy người ta yêu cầu hỏi là mình 7 căn phòng thì cần bao nhiêu viên gạch, thì mình trả lời là số viên gạch nha, số viên gạch để lát nền 7 căn phòng, số viên gạch lát nền 7 căn phòng là, nhưng mình sẽ lấy cái số này, số viên gạch mà lát một căn phòng nè, mình nhân cho 7. Như vậy 425 nhân 7. Giờ như vậy là mình có thể nhẩm ở đây hoặc là tính gia nháp đều được nha. Thầy sẽ nhẩm cho các em xem nha. Như vậy là 7 nhân 5 35, viết 5 nhớ 3. 7 nhân 2 là 14, với 3 17, viết 7 nhớ 1. 7 nhân 4 28 với 1 là 29. Như vậy kết quả đây sẽ là 2.975 viên. Giờ như vậy đáp số của mình sẽ là 2.975 viên gạch. Giờ có em nào mà làm lời giải và đáp số giống như thầy thì để lại nhận xét phía dưới video này cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ câu số 3 của mình. Một người đi bộ mỗi giờ được 4 km. Như vậy thời gian đi 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 3 giờ và quãng đường đi 1 giờ 4 km. Như vậy 2 giờ sẽ được bao nhiêu km? Mình sẽ tính, giờ mình điền vào dấu ba chấm ha. 4 giờ sẽ được bao nhiêu km? Như vậy mình muốn biết là 2 giờ bao nhiêu km thì mình cứ việc lấy là 4 nhân 2, mỗi giờ đi 4 km, 2 giờ thì cứ việc nhân 2 lên, 4 nhân 2 đây là sẽ là 8. Rồi 4 km chứ mỗi giờ, mà 4 giờ thì 4 nhân 4 bằng 16. Giờ 4 nhân 3 bằng 12. Giờ bây giờ người ta cho số km, mình cần tính số giờ. Như vậy mình sẽ lấy số km chia này, 20 km chia cho 4 km mỗi giờ, mình sẽ được số giờ.
20 chia 4 sẽ được 5. Như vậy đây mình sẽ là quyết số 5. Rồi bây giờ mình như vậy mình sẽ điền quyết vô tập giống như thế này nha. Như vậy mình sẽ viết là cái bảng 1 giờ 4 km thì 2 giờ sẽ là lấy 4 nhân 2 thì sẽ là 8 km, 4 giờ thì lấy 4 nhân 4 là 16 km, và 3 giờ là 4 nhân 3 bằng 12 km. Rồi người ta cho km hỏi số giờ thì mình mỗi giờ mình biết mỗi giờ là đi 4 km, như vậy 10 để đi được 20 km thì mình lấy 20 chia 4 sẽ được 5 giờ, như vậy 4 km nhân 5 giờ không bằng 20 km. Rồi mình xong câu số 3 luôn nha. Giờ mình qua tiếp câu số 4. Viết biểu thức giờ tính giá trị của biểu thức A 32 chia 8 nhân 3. Câu B 45 nhân 2 nhân 5. C 49 nhân 4 chia 7. D 234 chia 6 nhân 3 chia 3. Giờ như vậy hình mình cứ viết biểu thức xong rồi mình tính bình thường thôi nha. Giờ các em có thể tạm dừng video và làm trước câu số 4. Sau đó xem kết quả có giống thầy không nha. Giờ chưa hết mình sẽ làm câu A. Như vậy mình sẽ viết biểu thức 32 chia 8 nhân 3 thì mình cứ viết là 32. Giờ dấu chia 8, giờ dấu nhân 3. Giờ mình sẽ thực hiện phép chia trước. 32 chia 8 được 4, nhân 3 viết lại. Vậy 4 nhân 3 bằng 12. Rồi, câu này cũng tương đối dễ nha. Như vậy mình sẽ tiếp câu B luôn nha. Giờ người ta kêu viết biểu thức 45 nhân 2 nhân 5 thì mình cứ viết là 45 giờ dấu nhân 2 giờ dấu nhân 5. Giờ 45 nhân 2 thì được 90, nhân 5 viết lại 9 nhân 5 45, không viết lại, như vậy là bằng 450. Giờ mình sẽ qua tiếp câu C luôn nha. Giờ người ta kêu mình viết biểu thức là 49 nhân 4 chia 7. Rồi, như vậy mình viết là 49 dấu nhân 4 và dấu chia 7. 49 nhân 4. Rồi 4 nhân 9 bằng 36, quyết 6 nhớ 3. 4 nhân 4 16 với 3 là 19, như vậy là 49 nhân 4 sẽ bằng 196. Rồi 196 chia 7. Giờ ở đây nếu các em tính nhẩm không được thì tính nháp cũng được. Ở đây thầy nhẩm cho các em xem luôn nha. 19 thì chia 7 sẽ được 2. 2 lần 7 14, như vậy ở đây sẽ 5. 56, 56 chia 7 được 8, như vậy kết quả sẽ là 28. Giờ mình sẽ qua tiếp câu D luôn nha. 234 chia 6 chia 3. Rồi như vậy mình sẽ viết đây sẽ là 234 chia 6 chia 3. Rồi 234 chia 6 trước. Rồi, ở đây các em chia giấy nháp hay là chia nhẩm đó, trực tiếp luôn cũng được. Ở đây hay nhẩm cho các em xem luôn nha. 23 mình lấy 23 mình chia 6 trước. 23 chia 6 thì sẽ được 3 thôi. 14 lần 6 là 24 lần. Như vậy 23 chia 6 sẽ được 3. 3 lần 6 18. 23 chia 18 được 5. 5 với 4 nữa. Ở đây sẽ là 54. 54 chia 6 được 9. Như vậy là 234 chia 6 sẽ được là 39. Rồi chia 3 mình viết lại 39 chia 3 thì dễ rồi. 3 chia 3 được 1. 9 chia 3 được 3. Kết quả sẽ là 13. Giờ đây là toàn bộ đáp án câu số 4 ABCD của thầy. Giờ em nào có kết quả giống của thầy thì để lại nhận xét phía dưới video này cho thầy và các bạn cùng xem nha. Video clip đến đây là kết thúc. Các em nhớ đăng ký kênh thầy Lim để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.